Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu hủ tiếu xương nha mọi người. Gia vị thì gồm có gia vị đây là củ cải muối nè, một cái đầu hẹ nè, tỏi, củ hành, củ cải đỏ, củ cải trắng, hẹ nha. Rồi bên cái này là không thể nào là thiếu, đây là thịt nè, một ít thịt giò và một ít thịt xương nè, xương cổ á mọi người. Rồi đây là cái gia vị hủ tiếu, cái này thì có không có cũng không sao ha, cái này chỉ là mình để thêm thôi cho nó có gia vị, cho nó có mùi thơm thôi. Cái thịt này á, là xương này sau khi là mình đã rửa sạch sẽ và bóp qua nước muối á, thì mình sẽ đi trụng sơ qua ha. Sau khi mình trụng sơ qua rồi mình rửa sạch sẽ rồi mình mới đi hầm cái nước dùng cho hủ tiếu nha mọi người. Mình làm như vậy thì cái chất dơ chất bọn trong xương nó sạch á, mình nấu cái nước dùng nó rất là trong. Mọi người thấy không, nước lèo đó, cái nước dùng của mình nó rất là trong. Mình đừng có đậy nắp lại đó, nó đẩy lại đẩy 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 cái chất dơ nó lên á, mọi người cứ hớt bọt đó, hớt cái chất dơ nó bỏ là được rồi. Mình cho cái củ cải muối vô nè, rồi cho tất cả vô hết, củ cải trắng và củ cải đỏ vô luôn. Mọi người thấy không, nước lèo của mình rất là trong. Rồi đầu hẹ thì nó giúp cho cái nước lèo dùng của mình nó thơm. Rồi cho cái gia vị của hủ tiếu vô, sau khi mình cho đó thì cái bọt nó dơ đó mình cứ hớt tới hớt hoài vậy đó, nhưng mà đừng có đậy nắp nha mọi người. Mọi người thấy cái nước lèo của mình trong không, cái đầu hẹ đó, cái hủ tiếu nó rất là thơm. Mà mình cho một thìa mì chính, nước mắm, rồi xíu đường, khoảng muỗng đường á. Nhưng mà mình đừng có nêm cái hạt nêm nha mọi người. Mình hạt nêm cái hạt nêm á làm cho cái nước lèo mình nó dễ bị đục lắm. Cho nên là mình chỉ nêm xíu gia vị nữa thôi, tại vì trong cái củ cải muối nó cũng đã có cái vị mặn mặn rồi. Mình nêm như vậy vừa ăn được rồi ha. Mọi người thấy không, nước lèo rất là ngon, xương nó rất là trắng, nước lèo rất là trong, rất là đậm đà nhờ cái củ cải muối á mọi người. Cái củ cải muối cái làm cho nước lèo mình ăn nó rất là đậm đà, ngọt thanh. Đầu hẹ thì làm cho cái nước lèo rất là thơm thơm, cái mùi như là cái mùi đặc trưng của hủ tiếu gõ đó mọi người. Mình phi hành tỏi để mình làm cái gia vị ăn hủ tiếu á, cho nó thơm lên, nó vàng là được rồi ha. Sau khi mà mình đã nấu xong cái nước lèo rồi đó mọi người, mình cho ra tô mình trang trí lên đó mọi người thấy không, đâu có thua gì ngoài hàng đâu ha, rất là ngon thơm. Chúc mọi người thành công với món này nha. Xem kênh cũng đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có thêm động lực mình ra nhiều clip nữa nha mọi người. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở các clip tiếp theo nha. Đăng ký ủng hộ kênh của mình nha.